Cái cặp này là lo nó có công suất nè. Hai bên riêng biệt này. Là hàng Đức hay hàng Mỹ gì đây. Mà xài pin nha. Pin hạt là đâu có, tôi có xài không. Này nó không cứu sao lạ quá ta. Nếu không có thì anh em phải đổ cái nguồn rời rồi. Hai con này là 500k nha. Vừa nghiên cứu nha. Giá mù nha.